Chào tất cả các bạn, du học Mỹ thường được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu với các bạn một trường đại học Mỹ, đó là trường College of Mount San Vincent, thuộc hệ thống của trường University US. Trong khuôn viên của trường với rộng hơn 30 hectare, với các ngọn cờ và rừng cây trải dài, các tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử cùng với một tòa lâu đài hướng ra dòng sông Hudson, thì diện tích trung tâm Manhattan 19 km, thì trường College of Mount San Vincent mang đến cho 1,600 sinh viên ở bậc đại học và sau đại học các chương trình học thuật và rất là chuyên nghiệp và tuyệt vời. Trường được US News and World Report năm 2012 xếp hạng là thứ 25 trong top những trường cấp khu vực tốt nhất ở miền Bắc. Trường là một nơi đặc biệt, một cộng đồng học thuật hỗ trợ lẫn nhau, thêm vào đó là sự sôi động của các học viên văn hóa và kinh doanh tầm cỡ trên thế giới tại Manhattan. Khuôn viên của trường là một nơi rất là riêng biệt và cũng kết nối với Manhattan và cả thế giới thông qua trải nghiệm về hoạt động tình nguyện và thực tập rộng rãi. Những cơ hội để hỗ trợ trong nghiên cứu của khoa và các chương trình dịch vụ cộng đồng nổi bật và các chương trình nghiên cứu chuyên ngành như là chương trình semester in New York City không có gì là khó hiểu khi mà các bạn sinh viên của trường đều là những nhà lãnh đạo, là những bác sĩ, giáo viên, y tá, những người tài năng và ân cần hòa nhập vào cuộc sống này. Trường College of Mount San Vincent cung cấp một nền giáo dục định hướng đến một giá trị tuyệt vời theo truyền thống tổng hợp, nỗ lực tạo ra một môi trường giáo dục cũng như với sự tìm tòi khuyến khích sinh viên suy nghĩ một cách phê bình và xây dựng giáo trình chính về kinh nghiệm học tập và chuyên môn hóa trong lĩnh vực sẽ cho phép các bạn sinh viên tốt nghiệp đạt được mục tiêu về học thuật, nghề nghiệp và cá nhân với những kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần có trong công việc hàng ngày cũng như là cho vị lãnh đạo có trách nhiệm trong lĩnh vực của họ. Học phí tại trường thì như sau, với chương trình đại học thì học phí dao động phải là 27.550 đô la Mỹ và chương trình sau đại học là 21.600 đô la Mỹ. Với tiền nhà ở thì trung bình khoảng 11.650 đô la Mỹ. Và các chương trình đào tạo đại học của trường bao gồm các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, điều dưỡng, tâm lý học, xã hội học. Các chương trình đào tạo sau đại học bao gồm là chuyên ngành quản trị kinh doanh MBA, điều dưỡng và giáo dục. Và mọi thông tin chi tiết về trường College of Mount San Vincent thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam qua điện thoại là 3838-2080 hoặc là 3848-4809, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website www.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ là 148-1 Tròn Quang Hải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc là 902 Đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5.